bản thân mình chưa phải là hiện thân của sự thay đổi thì đừng bao giờ hy vọng rằng họ sẽ tin rằng lớp học này có giá trị. Hiểu không? Hiện thân của sự thay đổi nghĩa sao? Mình rất là ngọt ngào, mình rất là dễ thương. Ok, mình vẫn những ngôn ngữ đấy, vẫn cách suy nghĩ là ok, mình chỉ cần thời gian chất lượng, mình chỉ cần ít tiền bạc, mình chỉ cần gia đình có hiện diện với nhau thôi. Nhưng mình biết rằng thói quen của người ta, xu hướng người ta, thiên hướng người ta, những cái trăn trở, những cái nỗi đau, tất cả mọi thứ mình phải cố gắng lắng nghe mà hiểu. Thì thực ra cái câu chuyện của đàn ông hay con trai mà tiếp cận với chuyện này nó cũng không hề dễ nhá. Người ta hay bị chủ quan, người ta hay bị ảo tưởng sức mạnh. Rồi cái bản ngã mình nó thiên về tâm trí ấy, nên nhiều khi mình dễ nghĩ mình hiểu vấn đề hơn, hoặc là khi mình còn nhiều việc khác mình phải suy nghĩ nên mình hay hy sinh. Ok, tại vì nó không thấy khổ lắm, thì phụ nữ thường thấy khổ nhiều hơn nam giới, nam giới thường không thấy khổ quá nhá. Phụ nữ thì nhiều dính mắc nên hay thấy mình khổ. Thế nên cái vấn đề khoảnh khắc hiện tại này, thực ra trong cái câu chuyện giống như một vài cái tình tiết vừa rồi Tuệ có chia sẻ ấy, thì thực ra nam giới người ta đều đơn giản như nhau như vậy đấy. Ví dụ như người ta sẽ thấy rằng giai đoạn này người ta phải kiếm tiền để lo cho vợ, lo cho con, vợ đi học rồi gia đình thế này, con nó lớn lên, nhà cửa, sống chung với bố mẹ như thế này, toàn bộ mọi chuyện thế người ta tính. Và người ta trong khả năng người ta tính thì thường người ta tính được một chuyện thôi, chứ tính nhiều chuyện quá người ta không tính được. Nên người ta sẽ dồn cái sức của người ta vào cho một chuyện nhất định, cái tâm trí người ta vào một chuyện nhất định để người ta giải quyết nó cho xong. Đôi khi kể cả hy sinh những cái nhu cầu riêng của bản thân mình để làm cái việc đấy thì người ta cũng làm. Còn cái việc bảo người ta hiểu, khi người ta chưa tu tập bảo người ta hiểu thời gian chất lượng là ra sao, mọi thứ nào là người ta không biết được. Mình có nói mãi người ta cũng không hiểu đâu. Yeah. Thế nên cái vấn đề đúng là người ta bảo sao em không động viên anh, không khích lệ anh. Thực ra cái việc mà bảo động viên khích lệ đi ra ngoài làm nhiều hơn thì nó chỉ là một cái ý thôi. Còn động viên khích lệ trong cái việc anh có mệt không, anh ra làm sao, dạo này như thế nào, công việc có ổn không, mọi thứ ra sao. Động viên khích lệ ở đây là cái khái niệm gọi là sự giao tiếp, sự kết nối, cái sự lắng nghe, sự thấu hiểu, sự chấp nhận, sự tin tưởng. Ok, để làm sao? Cứ nói chuyện với mình thôi, thấy bình yên. Chuyện gì cũng được. Không nhất thiết về tài chính hay về công việc hay chuyện này chuyện kia. Chứ nói chuyện với mình thì sao anh không ở nhà cách ly đi? Đúng không? Sao anh bị F0 mà anh cứ đi ra ngoài thế? Chắc tôi thích đi ra ngoài lắm đấy. Hiểu không? Thế tôi đi kiếm tiền vì ai? Đúng không? Thế tôi ở nhà có gì để ăn không? Đúng không? Nhà lấy tiền đâu ra trả tiền nhà, mai lấy tiền đâu ra trả tiền văn phòng. Chắc thích làm F0 lắm, thích đi ra ngoài lắm ấy. Đúng không? Sao anh cứ đi lang thang không nữa? Đúng chưa? Tôi đi để đi vì công việc, chẳng ai thấy chỗ này chỗ hay, chỗ kia đẹp thì đã nhớ đến vợ, đến con là hôm nay chắc chắn phải đưa vợ con đến nơi này, đến nơi kia. Ngắm ngắm ở trong mình rồi đấy. Mình sẽ đạt cái mục tiêu đấy, có thể làm được hay không làm được, nhưng mà ngắm. Tất cả mọi thứ đều hướng về gia đình. Đúng không? Chứ xác nhận ra có người nào ở ngoài không? Ví dụ thế thì mình đang hình dung rằng là thực ra người ta trong nội lực người ta có thể thì người ta nghĩ đến những cái chuyện người ta phải tập trung thôi, mà đòi hỏi người ta nhiều hơn cái nội lực họ là không làm được. Và thực ra không phải cái người đấy, mà tất cả người đàn ông người ta đều vậy, trong cái nội lực tập trung chỉ tập trung được một chuyện thế thôi, mà nghĩ đến đoạn đấy thôi. Thế nên một điều tuyệt vời nhất đấy là cái nơi ở nhà nó phải bình yên, mình phải dịu dàng, mình phải dễ thương. Rồi mình muốn truyền đạt cái gì đấy mình phải dễ thương, giống như mẹ mình nói sự thật đấy. Nhưng mà Đức Phật dạy rồi, các chắc đấy là sự thật không? Nhưng đấy là quan điểm của mình thôi. Chắc đấy là sự thật chưa? Sự thật đấy có ích cho người ta hay không? Mang tính nuôi dưỡng không, đúng không? Sự thật đấy có ích không? Sự thật đấy đúng thời điểm không? Sự thật đấy lại có dễ thương không? Có nói lời ái ngữ hay không? Hay lại sân hận, hay nóng tính, hay cao giọng hay này kia. Bốn cái điều đấy hội tụ hẳn lên nói, chứ nó không đơn giản, đúng không? Thế cái việc mình đang giao tiếp với chồng mình có mang tính nuôi dưỡng không? Mang tính tưới tẩm không? Không xúi giục anh đi ra ngoài nhiều hơn, nhưng anh có mệt không? Công việc này ra sao? Đúng không? Kế hoạch của anh có gì thay đổi không? Đúng chưa? Dịp này ở trên đấy F0 anh cố gắng chịu khó ở nhà nghỉ ngơi nha. Giữ gìn sức khỏe đi, không sao vợ sao con, không ai nấu ăn cho này kia đấy. Đúng chưa? Bị F0 thì chịu khó cứ ở nhà vài hôm. Việc thì đâu cũng ra đấy thôi, nhà thì vẫn ổn, tài chính cũng không cần nhanh quá, từ từ thôi. Nha, thầy dạy rồi, mọi thứ vô thường, hôm nay thay đổi kế hoạch không sao, cứ miễn là mỗi ngày anh cảm thấy vui hơn là được. Những cái ngôn ngữ như vậy mình phải tu tập mình mới nói được, và nói như thế thì mối quan hệ nó mới được cải thiện. Tất cả những điều như thế mang tính nuôi dưỡng, mang tính chữa lành, mang tính tưới tẩm, mang tính là một cái nơi thực sự bình yên để một người đàn ông người ta trở về.
Còn nếu nếu mình thực sự mà mong muốn người ta đi học hay mong muốn bất kỳ cái gì ấy, việc đầu tiên bản thân mình phải là hiện thân của việc đấy. Bản thân mình chưa phải là hiện thân của sự thay đổi thì đừng bao giờ hy vọng rằng họ sẽ tin rằng lớp học này có giá trị. Hiểu không? Hiện thân của sự thay đổi nghĩa sao? Mày mình rất là ngọt ngào, mình rất là dễ thương. Ok, mình vẫn những ngôn ngữ đấy, vẫn vẫn cách suy nghĩ là ok, mình chỉ cần thời gian chất lượng, mình chỉ cần ít tiền bạc, mình chỉ cần gia đình có hiện diện với nhau thôi. Nhưng mình biết rằng thói quen của người ta, xu hướng người ta, thiên hướng người ta, những cái trăn trở, những cái nỗi đau, tất cả mọi thứ mình phải cố gắng lắng nghe mà hiểu. Hỏi chuyện sao dạ đất đai trên đấy ra sao, anh đi như thế nào, có được thành công hay không. Đấy, mình dành một cái quãng quỹ thời gian nhất định để nghe người ta nói chuyện mà không thêm không bớt, không cố gắng đưa quan điểm. Mình phải có cả một bức tranh tổng thể để mình nhìn thấy giai đoạn này đòi hỏi anh ấy về nhà mới đi học ông thầy Cường không được đâu ấy. Ok, đòi hỏi anh ở nhà thế này thế kia rồi hiểu mình rồi chăm sóc mình rồi dành thời gian chất lượng, những ngôn ngữ đấy mình phải lắng lại để xem anh có hiểu không và nói với anh có ý nghĩa gì hay không, hoặc là anh ấy cần gì, anh ấy thực sự có nhu cầu gì ở mình chưa đáp ứng nhu cầu cho anh đấy mà mình đòi hỏi anh phải đáp ứng nhu cầu cho mình là không được đâu. Ít nhất phải có một đứa xuống nước chứ, đúng không? Anh chỉ có một ý niệm là đi kiếm tiền cho vợ cho con, điều đấy cũng không có gì sai. F0 vẫn phải chạy ra bên ngoài lăng quăng, đúng chưa? Rồi đi học thì vừa tốn tiền, vừa mất thời gian, vừa không kiếm ra tiền, đúng không? Thì ít nhất thấy thấy về vợ từ đang hai con bò lên 7 con bò thì đúng không, thì mới có niềm tin chứ. Vợ đang hai con bò lúc thì lên 3 con, lúc thì xuống 1 con hay căng. Hiểu không? Vừa mới nhấc nhé lên 3 con thôi, anh phải 4 con đi, thế lại thành 1 con mất rồi. Không dễ thương tí nào cả, là người ta không có niềm tin nhá. Bản thân mình phải rất dễ thương, mình phải tu, nó phải thành chính quả, nó phải ra hiệu quả, nó phải ra gọi là ra sản phẩm. Sản phẩm là ánh mắt rất dịu dàng, lời nói rất là ngọt ngào, nhưng mà hỏi thăm câu chuyện không thêm không bớt. Chấp nhận chồng mình trong giai đoạn này đi kiếm tiền như vậy, 6 tháng tới là anh đi học lớp thầy, mà không bao giờ đi học lớp thầy cũng chẳng sao, miễn là mình thay đổi. Mình thay đổi mới là bản chất của vấn đề nhá. Có thể chả bao giờ thế giới này thay đổi đâu, thầy không bao giờ dạy cái việc rằng là thế giới sẽ thay đổi, thầy chỉ dạy là mình thay đổi thì khả năng thế giới sẽ thay đổi. Bây giờ mà mình thay đổi nằm trong tầm tay của mình, còn người khác thay đổi không bao giờ nằm trong bất kỳ khả năng nào của mình. Không có cái hạt giống đầu tiên, không có cái nhân là mình thay đổi, không bao giờ có một sự kỳ vọng nào thế giới bên ngoài thay đổi hết nha. Và đây Hương này, Lý này, tất cả anh chị em đang làm trong cái việc là chỉ cần mình mang lại không cho mình thôi, chồng mình không liên quan gì đến cái vấn đề này ở đây cả. Và càng mình càng hạnh phúc thì chồng mình sẽ càng dễ thương, chồng mình càng đáng yêu, chồng mình càng muốn ở cả nhà. Và toàn bộ những thông điệp sau này mình chia sẻ ra là một cách rất mềm mại dễ thương, là chỉ cần có anh trong cuộc đời này thôi, mà không có anh thì có thằng khác. Ok. Tức là mình trưởng thành đến mức mình có thể tự mang lại an vui hạnh phúc, tự thảnh thơi, tự vui tươi, anh sao cũng được nha. Để anh biết là ok, em đã có khả năng tự an vui hạnh phúc rồi đấy nha. Còn ngày mai em rất trân trọng anh, nhưng không có anh cuộc đời em vẫn tươi rói rói, có khi còn tươi hơn, nên là anh phải lóc cóc đi về liền. Hiểu chưa? Hoặc là gì, cái từng cái khoảnh khắc giao tiếp với mình họ thấy quá bình yên, quá hạnh phúc thì họ muốn về. Từng câu nói, từng nụ cười, từng cái lời hỏi thăm, từ cái việc mình nghe đầu tiên nói 5 câu thôi, hai vợ chồng cãi nhau giờ nghe 10-15 phút mình còn biết cách gợi chuyện. Trước khi gọi điện cho anh ấy, mình gạch ra 5-7 câu hỏi mình sẽ hỏi anh đấy, để hỏi chuyện anh ra sao, công việc anh như nào, trên đấy có lạnh hay không, anh có gặp nhiều người không, công việc ra sao, lại lại thế. Mình phải thực tập, đấy gọi là làm bài tập tỉnh thức ấy. Ok, rồi mình phải chữa lành cái bi ở bên trong mình, là cái hạt giống bất thiện, là đòi hỏi anh thế này, mong cầu anh ấy trưởng thành, mong cầu anh ấy hiểu chuyện, mong cầu anh đấy có thời gian chất lượng, mong cầu anh đấy phải đi học. Tất cả những cái bi như thế là không phù hợp, cái hạt giống như thế là không phù hợp. Nói một cách rõ ràng ra, ngay giây phút hiện tại này chỉ có sự dễ thương, đáng yêu và chấp nhận đến tận cùng của mình thì mới làm cho mối quan hệ tốt đẹp lên thôi. Vì thực ra anh ấy chẳng đi đâu, anh chẳng phá hoại, anh chẳng làm cái gì sai cả, chẳng có, anh chỉ có một ý niệm là phải kiếm tiền. Ok, vì giai đoạn này khó khăn đâu, mùa dịch đâu, công ty đang lớn chuyển thành công ty nhỏ đúng không, còn lo cho nhân viên, còn trả tiền nhà, còn tiền học, còn bao nhiêu thứ khác nhá. Bây giờ mà về nhà mà cứ ngồi chơi với em chất lượng mà ra tiền thì anh ngồi liền nhá. Anh không phải là thánh để cùng một lúc làm được 2-3 việc nhá.
hoặc là gì, cái sự thể hiện của mình nó không nhất quán nha, nó không nhất quán, nó không hề nhất quán với việc cần tiền hay không cần tiền, rõ ràng hay không rõ ràng ra sao. Lúc thì rất là khó khăn, phải mua cái này, phải tiêu cái kia, nhìn thấy vợ tiêu thôi là mình biết mình phải kiếm gấp đôi rồi đấy. Nhưng nó không nhất quán ấy. Lúc thiếu thốn, lúc khó khăn mà thôi em chỉ cần anh ở nhà thôi. Đây, nhưng mà ra đây anh mua cái này đi anh. Lấy cái kia đi anh, cho người này cái này đi anh. Chỉ cần nhìn thấy thôi nhá, là ngay lập tức trong lòng người đàn ông là người ta phải tính rồi đấy. Kiểu đàn ông thôi. Người ta không thương theo kiểu anh rất thương em, anh rất này kia đâu, mà người ta tính trong lòng người ta. Người ta có cái sự nhạy cảm riêng của người ta để người ta cảm nhận, và người ta không có cái năng lực về ngôn ngữ, không có năng lực về yêu thương kiểu vuốt ve này kia, thì người ta thể hiện bằng hành động thôi, kiếm nhiều tiền hơn. Ok, ít nói nhưng mà làm nhiều nha. Và thực ra toàn bộ những phẩm chất đàn ông là mang tính nuôi dưỡng của người phụ nữ rất nhiều. Mẹ mà không nuôi dưỡng thì buộc vợ phải nuôi dưỡng thôi. Người mẹ mà không biết tưới tẩm các hạt giống vững chãi vào người đàn ông thì buộc cái người vợ phải làm việc đấy. Nên lỡ yêu cái anh nào đấy mà mẹ anh ấy chiều anh ấy quá thì mình sẽ là người phải làm việc đấy thôi. Mình không làm thì anh không bao giờ có cái sâu sắc được đâu. Nên người phụ nữ nó có cái như vậy nhá, để mình hình dung nó có cái như vậy. Thì nói chung mình muốn một cái người đàn ông hoàn hảo thì mình phải xứng đáng hơn, mình phải đầu tư nhiều hơn, mình phải dành nhiều thời gian hơn cho cái việc đó. Nên giống như việc bây giờ mình muốn con mình nó vững vàng thì mình phải trưởng thành nhanh hơn. Ok, mình phải xứng đáng hơn, trở thành người mẹ xứng đáng hơn thì mình mới dẫn dắt được con của mình. Chứ không mình, nó có cuốn sách được gọi dạy con trong hoang mang ấy, thầy chưa đọc, nghe cái tựa nó có nghĩa là gì. Thực sự muốn giúp con tốt thì thực sự mình phải tham gia vào một cuộc chiến rất nhiều để học tập, để trưởng thành. Tại vì nó hoang mang về cái gì là đúng, cái gì là sai, mình phải trưởng thành nhanh đến mức độ này nhá. Nên toàn bộ cái câu chuyện hiện nay của Hà trong cái mối quan hệ với Tuệ là vấn đề là nằm ở Hà có khả năng thay đổi thôi. Hiểu không? Hạnh phúc của Hà giống như hạnh phúc của Hà với mẹ Hà đi, thì ra nằm ở Hà chứ. À Tuệ, hạnh phúc của Tuệ nằm ở chỗ Tuệ chứ không phải nằm chỗ của mẹ. Ok, Tuệ nhẹ nhàng là mẹ nhẹ nhàng liền. Nhớ cái lần mình đi học không? Về nhà cái mẹ thôi mày cứ đi học với tao trông con cho, được không? Mình thay đổi một cái là người ta thay đổi liền. Chứ người ta có những tổn thương, người ta có những đau khổ, người ta có những bé nhỏ, người ta chưa chữa lành, người ta chưa có cơ duyên, người ta học làm sao người ta thay đổi được. Thì chồng mình cũng vậy. Nhưng thực ra người chồng như kiểu của Hà là cực kỳ dễ thương. 10 năm trời đồng hành với vợ. Ok, từ ngày biết vợ có cái biểu hiện của sự trầm cảm rồi, của sự này sự kia, mà lúc yêu mà đã sẵn sàng cưới xong 10 năm trời đồng hành với vợ, đi chữa hết chuyên gia tâm lý này, chuyên gia tâm lý kia, bao nhiêu năm tháng trời. Rồi đi học cái lớp học này cũng chẳng là gọi là những cái cú cầu may để đi tìm cái phương thuốc cho vợ thôi. Dễ thương đến thế còn mong gì hơn nữa. Không mai anh phải thành ông thánh cơ. Ok, anh phải ở nhà cơ. Anh phải thế này, anh phải thế kia cơ. Anh phải làm cách nào anh vừa ở nhà anh vừa có tiền cơ. Không, thì mới được. Không làm được đâu. Đấy, đúng không? Nên bây giờ vấn đề không phải chĩa mũi dùi vào ông chồng đấy. Ông chồng phải đi học, xong hai vợ chồng cùng đi học lớp tình yêu hôn nhân nuôi dạy con. Không. Bây giờ chỉ có mình thôi. Mình đừng có đúng nữa. Vừa rồi mình bảo mình đúng. Đâu đúng đâu. Nên mình bảo là ok em chỉ cần anh ở nhà có thời gian chất lượng cho em thế này thế kia thôi. Đâu đúng đâu. Mình đâu hiểu người ta cần gì. Đâu hiểu người ta trăn trở cái gì. Đâu hiểu người ta gặp thách thức gì. Đâu đồng cảm, đâu lắng nghe, đâu thấu hiểu. Nhá. Đâu chấp nhận gì đâu. Mà mình chỉ tập trung mỗi suy nghĩ của mình thôi chứ. Mỗi nhu cầu của mình thôi chứ. Thế sao nó gọi mình là đúng là những như thế nào? Ví dụ là người ta ăn chơi, người ta xa đoạn, người ta quên vợ, quên con, rồi người ta đi vui chơi theo thú vui của người ta thì mình mới có thể nói. Thế hiện tại người ta đang đi làm vì những cái miếng cơm manh áo, vì những cái nhu cầu rất thực tế của gia đình. Ok, và trong từng khoảnh khắc người ta luôn luôn cố gắng nghĩ về vợ, về con. Đúng không? Còn bảo rằng có những cái nó không nằm trong kỹ năng của họ, họ đâu làm được. Thời gian chất lượng là cái gì có khái niệm đâu mà biết. Đúng không? Cả 10 năm trời cố gắng bằng mọi cách để làm sao vợ được chữa lành, vợ được hạnh phúc, làm cái gì cũng được. Điều đấy không thể hiện tình yêu thương, không thể hiện người chồng tuyệt vời thì còn điều gì sẽ thể hiện được nữa. Đúng không? Mình còn đòi hỏi gì hơn nữa. Thế nên cái vấn đề hiện tại là ở mình. Nhá, làm sao để mình bớt nhu cầu, làm sao bớt dính mắc, làm sao thả lỏng nó ra, làm sao mềm mại, làm sao đáng yêu, làm sao dễ thương, để chính mình là người tưới tẩm các hạt giống lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương, ngọt ngào vào trong mẹ mình, vào trong đứa con của mình, vào trong người chồng của mình.
Và cái đấy anh từ giờ trở đi anh không bao giờ thay đổi, mình vẫn hạnh phúc bình thường. Đấy mới là cái gốc rễ hay cái kết quả quan trọng mình cần có được đằng sau lớp thức tỉnh. Thấy hiểu không? Chứ giây phút này Tuệ cứ ngắm vào mẹ, mới ngắm vào con, mới ngắm vào chồng thôi là mình không giúp được người khác đâu. Và mình sẽ là nhân chứng sống của sự chuyển hóa. Mà mình phải biết mình chuyển hóa cái gì, hạt giống nào bên trong mình. Ok. Mình biết ơn người chồng đấy, mình trân trọng với người chồng đấy. Đúng chưa? Khó khăn đến mấy cũng ở bên cạnh mình nha. Gian lao đến mấy cũng lao ra kiếm tiền, làm tất cả mọi chuyện vì vợ, vì con. Vợ muốn gì cũng được, vợ ở nhà không bao giờ đi làm cũng không sao. Mình sẽ là người cám đáng hết tất cả mọi chuyện. Vợ chồng nhà người khác, nhà nào cũng thế, chồng đi làm, vợ đi làm. Đôi khi vợ mà phải làm nhiều hơn chồng, bình thường. Trong khi đó mình bao nhiêu năm tháng mình được bảo bọc trong vòng tay của anh ấy. Anh còn không muốn mình đi làm nữa, anh có tí thôi là anh bảo mình ở nhà. Nhá, sẵn sàng đưa mình đi chạy chữa khắp mọi nơi theo bất kỳ cách nào. Cho người chồng như vậy thôi. Đấy là điều gọi là hiếm hoi trong giới đàn ông, chứ đừng có nói. Nếu bạn biết những con người, mô hình, dự án tử tế, hãy kết nối với chúng tôi để chắp cánh cho điều tử tế bay xa bạn nhé. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái, nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của Jeanette Talk.